Đây là lý do vì sao nên cho con đi du học sớm. Khi đi du học bậc trung học cơ sở hay trung học phổ thông, học sinh có thể cải thiện được cái khả năng ngoại ngữ của mình, xây dựng nền tảng tiếng Anh. Học sinh có thể lựa chọn ở nhà host, nhà người bản xứ để có thể thích nghi với môi trường sống một cách nhanh nhất. Phụ huynh học sinh ở Việt Nam cũng sẽ yên tâm hơn khi ở nước ngoài con mình được chăm sóc và quan tâm bởi người giám hộ. Du học từ độ tuổi trung học sẽ hỗ trợ giúp các bạn xây dựng được nền móng kiến thức vững chắc. Các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Anh rất chú trọng trong việc giảng dạy, giúp các bạn phát triển bản thân toàn diện từ rất sớm. Ngoài kiến thức học tại trường thì các trường còn song song hỗ trợ các bạn phát triển khả năng tự học, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng mềm liên quan đến giáo dục đời sống xã hội. Thêm vào đó là các chương trình định hướng nghề nghiệp sẽ giúp các bạn lựa chọn được ngành học phù hợp ngay từ những năm cấp 2, cấp 3. Một lợi ích không thể phủ nhận khi đi du học sớm là các em sẽ được định hướng, xây dựng kế hoạch lâu dài cho bản thân. Các trường cao đẳng đại học tại các quốc gia đôi khi sẽ ưu tiên cho các bạn học cấp 3 ở tại quốc gia đó, với tính chất đặc thù của công việc cũng như yêu cầu về trình độ nhất định, đặc biệt là với các ngành ví dụ như là điều dưỡng, dược, kỹ sư hoặc là công nghệ thông tin, thì việc đi du học sớm sẽ giúp cho các em bắt kịp với chương trình của các bạn đồng trang lứa, gia tăng cơ hội định cư cũng như là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo chị, yêu cầu đầu vào để theo học các trường trung học ở Canada, Úc, Mỹ không quá khó về cả tiếng Anh lẫn học lịch. Nếu các bạn có thành tích học tập tốt và có thêm các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hoặc là PTE thì cơ hội để các bạn nhận được các suất học bổng có giá trị càng cao. Ngoài ra, theo kinh nghiệm xử lý nhiều năm của New World, nếu các bạn đi học ở bậc trung học phổ thông thì có thể được lãnh sự xem xét visa dễ dàng hơn. Chinh phục mục tiêu du học trung học hiệu quả năm 2024 cùng New World Education là đối tác tuyển sinh các trường trung học tại Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Anh, Singapore. Nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý hồ sơ du học bậc trung học, hỗ trợ tư vấn lựa chọn trường học, đánh giá tổng quan hồ sơ, tìm kiếm các suất học bổng phù hợp, thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình học bổng mới nhất, dịch vụ hỗ trợ toàn diện, hỗ trợ đăng ký thi IELTS, luyện tiếng Anh cùng giáo viên Philippines, hỗ trợ mua vé máy bay, tìm nhà ở và bảo hiểm du học sinh. Liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 6577 hoặc trang web newworldedu.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.